sáng ngày 7 tháng 11, cả nước có gần 840.000 ca COVID-19 đã khỏi bệnh. Bệnh nhân COVID-19 điều trị tại nhà ở Bình Dương có bị bỏ quên. Huyện duy nhất ở Hà Nội cho học sinh đi học trực tiếp thế nào? Việt Nam tiếp nhận thêm 1,3 triệu liều vaccine Pfizer phòng COVID-19. Đó là những thông tin nóng hổi nhất về tình hình dịch bệnh COVID-19. Không để quý vị đợi lâu, ngay bây giờ sẽ là phần nội dung chi tiết. Đến sáng ngày 7 tháng 11, Việt Nam đã chữa khỏi gần 840.000 bệnh nhân COVID-19 trong tổng số 961.038 ca nhiễm sắc COVID-2 đã ghi nhận. Theo Bộ Y tế, kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 961.038 ca mắc COVID-19, đứng thứ 38 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bình quân, cứ 1 triệu người có 9.756 ca nhiễm. Tổng số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh đến nay là 839.101 trường hợp, sau khi có thêm 1.754 bệnh nhân khỏi bệnh trong ngày 6 tháng 11. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 22.470 ca, chiếm tỷ lệ 2,4% so với tổng số ca nhiễm. Đợt dịch thứ tư từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 956.126 ca, trong đó có 836.284 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Có 7 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua, Ninh Bình, Sơn La, Yên Bái, Tuyên Quang, Hòa Bình, Bắc Cạn, Cao Bằng. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này là Thành phố Hồ Chí Minh 437.615 ca, Bình Dương 238.079 ca, Đồng Nai 71.176 ca, Long An 35.642 ca, Tiền Giang 17.871 ca. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 3.235 ca, trong đó thở oxy qua mặt nạ 2.283 ca, thở oxy dòng cao HFNC 522 ca, thở máy không xâm lấn 117 ca, thở máy xâm lấn 300 ca và 13 ca điều trị ECMO. Trung bình, số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua 63 ca trên một ngày. So với thế giới, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 34 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 133 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tại châu Á, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 10 trên 49 quốc gia và vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 28 trên 49 quốc gia và vùng lãnh thổ. Số lượng xét nghiệm từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay đã thực hiện 22.859.757 mẫu cho 61.898.223 lượt người. Tổng số liều vaccine phòng COVID-19 đã được tiêm là 88.404.883 liều, trong đó tiêm một mũi là 60.260.916 liều, tiêm mũi 2 là 28.143.967 liều. Gần đây, rất nhiều bệnh nhân COVID-19 ở Bình Dương phản ánh bị y tế địa phương bỏ quên không hỏi thăm, cấp phát thuốc khi cách ly điều trị tại nhà. Điều này khiến cho bệnh nhân lo lắng nếu không may trở nặng sẽ không kịp trở tay. Tháng 10 năm 2021, sau khi Bình Dương tiêm phủ vaccine phòng COVID-19 mũi 1 cho người dân trên 18 tuổi, thì cũng là lúc áp dụng rộng rãi mô hình cách ly điều trị F0 nhẹ tại nhà. Việc cách ly điều trị F0 tại nhà đã giảm bớt gánh nặng cho các cơ sở y tế. Tuy nhiên, lại phát sinh nhiều bất cập, trong đó có việc người dân không được cấp phát thuốc, hướng dẫn điều trị. Nhiều người dân chia sẻ trên mạng xã hội và yêu cầu ngành y tế chính quyền địa phương xem xét để họ yên tâm điều trị, nhanh chóng vượt qua bạo bệnh. Anh dvz một bệnh nhân COVID-19 ở phường Tân Bình, thành phố Dĩ An kể lại, ngày 27 tháng 10, thấy có dấu hiệu nghi ngờ nên đã tự test nhanh và phát hiện dương tính với SARS-CoV-2. Sau đó, anh gọi điện báo y tế phường và được lấy mẫu xét nghiệm khẳng định PCR y tế phường cũng yêu cầu anh cách ly điều trị tại nhà nhưng không cấp phát thuốc hướng dẫn cách chăm sóc sức khỏe tôi có hỏi thì họ bảo hết thuốc rồi họ cũng không hướng dẫn điều trị như thế nào chỉ dặn tự cách ly điều trị tại nhà đeo khẩu trang và giữ khoảng cách tôi đặt ví dụ nếu bệnh trở nặng tôi biết xử lý ra sao khi y tế không quan tâm không tương tác gì để theo dõi tình hình người bệnh điều trị tại nhà anh dvg nói Ba Vì là huyện duy nhất của Hà Nội cho học sinh đi học trở lại từ ngày 8 tháng 11. Các trường đưa ra phương án mở cửa thế nào để đảm bảo an toàn phòng chống COVID-19? Ngày 6 tháng 11, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đồng ý với đề xuất của Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Ba Vì chỉ cho học sinh khối 9 trên địa bàn đi học từ ngày 8 tháng 11. Riêng trường Trung học Cơ sở Vân Hòa đi học từ ngày 10 tháng 11. Mỗi xã của huyện Ba Vì sẽ chọn một trường Trung học Cơ sở để mở cửa. Học sinh các khối còn lại tại Ba Vì và 29 huyện thị xã khác tiếp tục học trực tuyến, học sinh mầm non vẫn nghỉ học. Sở yêu cầu phòng giáo dục đào tạo Ba Vì chỉ đạo ra soát chuẩn bị cơ sở vật chất, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 đối với các nhà trường, các cơ sở giáo dục trên địa bàn đảm bảo an toàn cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh khi tổ chức dạy học trực tiếp. Hiện 31 trường trung học cơ sở tại 21 xã thị trấn hoàn tất việc khử khuẩn, chuẩn bị cơ sở vật chất, kế hoạch dạy học, sẵn sàng đón học sinh lớp 9 đến lớp. Ủy ban nhân dân huyện đã đưa ra các phương án chung, đồng thời phê duyệt phương án riêng của từng trường. Tỷ lệ giáo viên tại các trường trên địa bàn huyện Ba Vì tiêm mũi 1 đạt 98,27%, tỷ lệ phủ mũi 2 trên 94%. Đồng thời, cũng chưa ghi nhận trường hợp giáo viên học sinh là F1, F2 hay phải theo dõi sức khỏe tại nhà do trở về từ vùng có dịch. Tất cả giáo viên dạy lớp 9 tiêm hai mũi, đủ điều kiện đến trường dạy trực tiếp. Để đảm bảo an toàn cho học sinh, các trường sẽ chia đôi lớp để dạy hai buổi, lớp nào quá đông, trường chia đôi sĩ số. Việc này linh hoạt tùy từng trường. Trưởng phòng giáo dục đào tạo Ba Vì cho biết các trường ở Ba Vì sẽ khảo sát thống kê những học sinh lớp 9 chưa muốn đến trường từ ngày 8 tháng 11 để bố trí dạy trực tuyến cho các em. Việc đăng ký học trực tiếp sẽ theo tinh thần tự nguyện. Những gia đình chưa muốn cho con đến trường có thể đăng ký học tại nhà. Theo khảo sát, đến sáng ngày 7 tháng 11, 3% phụ huynh học sinh lớp 9 trên địa bàn huyện không đồng ý học trực tiếp. Các trường sẽ tiếp tục thống kê số lượng đăng ký học trực tuyến hay trực tiếp để có phương án cụ thể. Việc mở lại trường học duy nhất tại huyện Ba Vì từ ngày mai mùng 8 tháng 11 do địa phương này có độ an toàn cao hơn các quận huyện thị xã khác của thành phố. Trong quá trình tổ chức mở lại trường học ở Ba Vì, thành phố sẽ đánh giá rút kinh nghiệm, từ đó dần dần mở lại trường học ở các quận huyện thị xã còn lại. Trong thời gian chờ mở cửa, Sở Giáo dục đào tạo cũng chỉ đạo các quận huyện thị xã liên tục ra soát đánh giá tình hình, lên phương án theo tình hình dịch bệnh cụ thể từng khu vực thành phố sẽ xem xét đánh giá từng phương án cụ thể, nơi nào bảo đảm các tiêu chí các điều kiện an toàn cho học sinh sẽ cho phép mở lại trường học ngay. Về lý do điều chỉnh phương án đi học trở lại của học sinh, giám đốc Sở Giáo dục đào tạo cho biết, diễn biến dịch COVID-19 trên địa bàn Hà Nội đã thay đổi, số ca mắc trong những ngày gần đây tăng gấp nhiều lần so với thời điểm quyết định cho học sinh 18 huyện ngoại thành đến trường nên phải điều chỉnh phương án để bảo vệ an toàn sức khỏe cho học sinh. Hà Nội sẽ mở hệ thống giáo dục và đào tạo, nhưng cách làm là đi từng bước để đảm bảo an toàn cao nhất cho trẻ em. Hiện toàn thành phố có gần 3.000 trường học với khoảng 2,1 triệu học sinh, nhưng đến nay đều chưa được tiêm vaccine. Việc đưa tất cả trường học trở lại đồng loạt trong bối cảnh như vậy rất rủi ro. Vào ngày 6 tháng 11, Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam cho biết lô 1,3 triệu liều vaccine phòng COVID-19 của Pfizer-BioNTech do Mỹ trao tặng vừa được chuyển đến Hà Nội. Như vậy, tổng số vaccine Mỹ tài trợ cho Việt Nam đã lên tới hơn 13 triệu liều. Thời gian qua, Mỹ đã có nhiều hỗ trợ trong cuộc chiến chống dịch của Việt Nam. Đại sứ quán Mỹ khẳng định nước này tiếp tục cam kết hỗ trợ Việt Nam trong công cuộc chống lại COVID-19. Bên cạnh vaccine, Mỹ cũng chuyển giao 77 tủ âm sâu cho Việt Nam hôm 12 tháng 10 tại Hà Nội. Đây là những chiếc đầu tiên trong số 111 tủ lạnh âm sâu do Bộ Quốc phòng Mỹ cung cấp cho chính phủ Việt Nam. Mỹ đã cam kết các khoản hỗ trợ trị giá 26,7 triệu đô la Mỹ nhằm giúp Việt Nam ứng phó với đại dịch. Ngoài ra, Bộ Y tế thông tin Việt Nam đang tăng tốc đẩy mạnh tiêm vaccine COVID-19 trên phạm vi toàn quốc. Cuối tháng 10 năm 2021, có những ngày cả nước đạt được 1,5 triệu mũi tiêm trên một ngày. Mục tiêu của nước ta là tiêm chủng cho tất cả người từ 18 tuổi trở lên. Việt Nam có khoảng hơn 70 triệu người ở lứa tuổi này. Đặc biệt, vấn đề tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em cũng được đề cập bản tin của chúng tôi sẽ tiếp tục với những tin tức nóng hổi khác về tình hình dịch bệnh trong nước và thế giới quý vị đừng vội chuyển kênh quỳnh anh sẽ quay trở lại ngay